Hoàng Phát và Khánh Hằng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Ninh Thuận ngày mới thứ bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay sẽ được mở đầu với bản tin thời sự. Bản tin giao thông. Một điểm báo. Cuối chương trình là một điểm đến ấn tượng Ninh Thuận. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức nổi bật trong bản tin hôm nay do biên tập viên Khánh Hằng giới thiệu. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ hè thu năm 2023. Theo đó, vụ hè thu năm nay, tổng diện tích sản xuất trên địa bàn tỉnh là 31.050 ha, trong đó lúa 15.290 ha và rau màu 15.760 ha. Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động bà con nông dân xuống giống đúng thời vụ và cơ cấu giống theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt chỉ tiêu năm 2023, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu để có các biện pháp chỉ đạo ứng phó kịp thời hiệu quả. Hướng dẫn người dân đẩy mạnh đầu tư thăm canh, ứng dụng 1,5 giảm, 3 giảm 3 tăng, quản lý và điều tiết nước tiết kiệm, tăng cường kiểm tra về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để người dân yên tâm sản xuất. Hiện nay đang là thời điểm thu hoạch rộ diện tích các loại cây trồng vụ đông xuân 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Do đó, những ngày vừa qua, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã tập trung thu hoạch trong niềm vui được mùa, được giá. Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hoạch trên 20.000 hectare cây trồng. Vụ đông xuân năm nay được đánh giá là được mùa được giá, đặc biệt năng suất lúa đông xuân đạt bình quân 7,5 tấn mỗi hectare. Giá bán lúa tươi tại ruộng dao động từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng một kg, tùy từng loại lúa nên nông dân rất phấn khởi. Vụ đông xuân 2022-2023, toàn tỉnh Đắk Lắk gieo trồng được gần 63.000 hectare cây trồng các loại. Trong đó, lúa nước gần 42.000 ha, phần lớn trong giai đoạn chín rộ, nên trong những ngày nghỉ lễ, nông dân trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Những diện tích sau khi thu hoạch, nông dân tranh thủ vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị cho sản xuất hè thu. Thưa quý vị và các bạn, nhận được phản ánh của cử tri xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận về tuyến kênh N2 rò rỉ nước làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Ngay sau chuyến khảo sát cùng tổ đại biểu số 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh, trạm thủy nông Ninh Phước đã đóng nước để khảo sát, xác định các điểm rò rỉ nước và đã xử lý. Và đơn vị vận hành tuyến kênh đã lên kế hoạch tu sửa nâng cấp toàn tuyến kênh N2 để xử lý dứt điểm tình trạng rò rỉ nước. Sân trường tiểu học trung học cơ sở Phước Vinh cách đây 2 tháng, nước ngập khắp sân trường, học sinh không có sân chơi. Và sân trường, tiểu học, trung học cơ sở Phước Vinh hiện nay, tất cả đều khô thoáng, sạch sẽ, học sinh có thể vui chơi sau mỗi tiết học. Kiến nghị của nhà trường về tình trạng nước từ kênh N2 rò rỉ vào sân trường đã được trạm thủy nông Ninh Phước xử lý. Hiện nay là sân trường của mình rất là khô, rất là thoáng. Và qua cái việc mà ý kiến của phụ huynh cũng như là cử tri, thì cái mức độ quan tâm của cấp trên rất là chu đáo. Thì qua đó thì đã khắc phục ngay khi mà có cái hiện tượng xảy ra, được bà con phát hiện. Và hiện nay thì sân trường nó rất là sạch sẽ. Hàng chục hộ dân ở thôn Liên Sơn 2 sống dọc kênh N2 đã trở lại nhịp sống bình thường khi nước không còn tràn vào sân nhà như trước. Cử tri vui hơn là những kiến nghị về việc rò rỉ nước từ tuyến kênh N2 gây ra đã được giải quyết. Tại vì hôm bữa còn là có đi xuống xã nói rồi, bây giờ nước là đã bớt rồi, thấy yên tâm rồi. Đó, yên tâm là yên tâm cái gì? Yên tâm là cái chỗ mà bây giờ nước vô nhà mình á, thì bây giờ nó cứ chạy qua nhà ta, người ta cứ đè đầu mình, ta chửi, người ta nói bảo mình ở dơ. Tuyến kênh N2 bị rò rỉ nước ngay vào cao điểm sản xuất của vụ đông xuân. Thế nhưng trạm thủy nông Ninh Phước vẫn điều chỉnh lịch cắt nước để xử lý các điểm rò rỉ, không làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Nhận được cái kiến nghị của cử tri thì trạm thủy nông đã tiến hành đóng nước trong cái 1-2 ngày để mà chúng tôi tiến hành xử lý, cam kết tất cả cái vị trí trên. Tuy nhiên để mà xử lý triệt để trong cái thời gian đến thì trạm thủy nông đã kiến nghị với công ty là đưa vào kế hoạch là tu sửa
trong cái thời gian định kỳ đóng nước, nạo vét chiến dịch 30 tháng 4 nhằm đảm bảo dân sinh của bà con hai bên bờ. Việc trạm thủy nông Ninh Phước xử lý ngay tình trạng rò rỉ nước trên tuyến kênh N2 cho thấy trách nhiệm cao của đơn vị. Qua việc này còn cho thấy vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và giải quyết một cách có trách nhiệm. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài, tổng số lượt du khách tới tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt 90.000 lượt khách, tăng 49,5%. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt khoảng 76 tỷ đồng. Đây là những con số ấn tượng sau thời gian dài du lịch đóng băng vì dịch COVID-19. Dịp nghỉ lễ kéo dài đến 5 ngày, các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí và các chương trình khuyến mãi trong dịp lễ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ được khai thác phong phú và đa dạng. Hầu hết du khách đều đặt phòng một tháng trở về trước với lượng phòng ngủ trên 4.529 phòng. Công suất phòng từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2023 tại khu vực ven biển Bình Sơn, Đinh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná đạt từ 95-100%. Các cơ sở lưu trú khác công suất phòng đạt từ 80-100%. Hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong dịp lễ được các doanh nghiệp quan tâm cải thiện về chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, thái độ thân thiện luôn được ưu tiên chú trọng. Công tác đảm bảo an toàn cho du khách thường xuyên được tăng cường. Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Theo thống kê từ Sở Du lịch Khánh Hòa, trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón gần 800.000 lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng. Tổng lượt khách tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Cụ thể, toàn tỉnh đón gần 200.000 lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 181.000 lượt khách nội địa và gần 18.500 lượt khách quốc tế, và hơn 598.000 lượt khách tham quan. Công suất buồng phòng bình quân đạt 87,8%. Riêng các khu nghỉ dưỡng ở khu vực bãi dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo đạt công suất trên 90%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 850 tỷ đồng. Trong những ngày lễ, đường dây nóng của Sở Du lịch đã tiếp nhận hai vụ việc của du khách đến từ Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu phản ánh về thái độ của nhân viên phục vụ. Trung tâm hỗ trợ khách du lịch đã kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý. Ngoài ra, Sở Du lịch cũng thực hiện thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với 12 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, ép giá trong dịp lễ. Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn và phát huy tiếng nói chữ viết các dân tộc thiểu số là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tại Ninh Thuận, ngoài tiếng Chăm, tiếng Sắc Lây cũng đã bắt đầu đưa vào giảng dạy cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 ở huyện Bắc Ái. Việc tiếng Sắc Lây được đưa vào giảng dạy trong trường học không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói chữ viết của đồng bào Sắc Lây, mà đây còn là giải pháp hiệu quả để giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Sắc Lây. Năm nay đã hơn 70 tuổi, ông Bi Năng Trách ở xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái rất phấn khởi và tự hào khi học sinh Sắc Lây trên địa bàn huyện miền núi Bắc Ái học tiếng Sắc Lây. Theo ông Trách, điều này không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào Sắc Lây, mà còn hỗ trợ cho các em trong việc tiếp thu các môn học khác. Thì mong muốn của tôi thì bây giờ phải tiếp tục để mà dạy triển khai tiếng Sắc Lây nhiều hơn. Như bản thân tôi thì bây giờ như già có đến năm nay 70 mấy tuổi, thì tiếng Sắc Lây thì biết, nhưng mà cái chữ Sắc Lây tôi chưa học, nói thẳng như thế. Thì mong muốn thì bây giờ là Đảng Nhà nước có cái chủ trương là dạy tiếng Sắc Lây, tôi rất là mừng và tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa để sau này tiếng Sắc Lây nó đi vào hiệu quả hơn. Những học sinh lớp 1 khi lần đầu tiên được tiếp xúc với chữ viết của đồng bào mình còn tỏ ra bỡ ngỡ. Nhưng theo đánh giá của các giáo viên, chỉ sau một năm học, các em đều tỏ ra thích thú và tiếp thu nhanh chương trình tiếng Sắc Lây. Hiện nay, tại các trường tiểu học ở huyện Bắc Ái, học sinh lớp 1 được học tiếng Sắc Lây 2 tiết mỗi tuần, còn học sinh lớp 2 học 4 tiết mỗi tuần. Ngoài ý nghĩa bảo tồn tiếng nói và chữ viết Sắc Lây, dạy tiếng Sắc Lây cho học sinh còn hỗ trợ rất nhiều cho các em học sinh, từ đó giúp các em học tốt hơn các môn khác bằng tiếng Việt. Tôi thấy thì khi dạy chương trình tiếng Sắc Lây đưa vào sử dụng ở lớp 1, lớp 2 thì thấy là các em học rất hứng thú và các em nói chung là các ngữ liệu hay là văn bản hay tranh ảnh gì minh họa trong sách thì rất phù hợp với các em. Được nhà nước
đào tạo được cái lớp dạy tiếng rắc lai cho các cháu từ lớp 1 đến lớp 2 ở tại các trường, thì em cũng mừng được giữ gìn bản sắc dân tộc tiếng rắc lai của tụi em, được đào tạo, được quan tâm, sự quan tâm từ Đảng nhà nước, được mở lớp tiếng rắc lai thì em rất là quý. Huyện Bắc Ái hiện có 26 giáo viên dạy tiếng rắc lai. Đội ngũ giáo viên đều được đào tạo bài bản. Do đó, chỉ sau 2 năm triển khai dạy thực nghiệm, chất lượng dạy tiếng rắc lai trên địa bàn huyện Bắc Ái bước đầu đã được duy trì ổn định. Huyện cũng xây dựng kế hoạch và cũng đã phối hợp bên Sở Giáo dục và chỉ đạo cho phòng giáo dục để đưa chữ viết vào các trường học. Thì trong năm học 2021-2022 đã đưa vào thí điểm vào lớp 1 của một số trường học, chủ yếu là để các em tiếp cận với lại cái chữ viết của mình. Còn năm học 2022-2023 thì tiếp tục là sẽ đưa chữ viết vào lớp 2. Thì trên cơ sở là tỉnh cũng đã công nhận cái chữ sách giáo khoa của lớp 2 để các em tiếp cận với chữ viết, để nhằm bảo tồn được cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Mỗi năm, huyện Bắc Ái có khoảng 1.600 học sinh là con em đồng bào Sắc Lai được học chính ngôn ngữ của dân tộc mình. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Ái tổ chức hội thảo về công tác dạy thực nghiệm tiếng Sắc Lai trên địa bàn huyện Bắc Ái. Tại hội thảo này, nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng dạy tiếng Sắc Lai trên địa bàn huyện Bắc Ái đã được đưa ra nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Sắc Lai. Sau khi triển khai dạy thực nghiệm thành công tại Bắc Ái, Ninh Thuận sẽ triển khai dạy tiếng Sắc Lai cho học sinh ở các vùng có đông đồng bào Sắc Lai sinh sống. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đến nay đã có 4 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh, gồm xã Long Sơn, huyện Đắk Minh, Buôn Chua, huyện Krông Đô, Đắk Mon, thành phố Gia Nghĩa và thị trấn Đức An, huyện Đắk Sông đã hoàn thành việc thu nhận cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân. Để đạt kết quả trên, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã thực hiện tốt vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06. Theo đó, Công an các địa phương đã tiến hành khảo sát, đánh giá, phân tích số lượng công dân trong độ tuổi chưa được cấp căn cước công dân, nhất là số công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, đang cư trú, sinh sống, học tập tại các tỉnh, thành phố khác. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án kế hoạch tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, đồng thời bố trí đủ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân, định danh điện tử, bố trí các tổ thu nhận hồ sơ căn cước công dân, định danh điện tử lưu động, làm tốt việc tuyên truyền vận động để người dân nắm được thời gian, địa điểm, từ đó sắp xếp công việc đến làm thủ tục. Đặc biệt trong các dịp lễ Tết ngày thứ Bảy, Chủ nhật, lực lượng công an toàn tỉnh vẫn duy trì các tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động đến tận các khu dân cư, nhà dân để thực hiện việc cấp căn cước công dân và tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử mức 1 và mức 2. Phần cuối bản tin hôm nay là những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Ngày 4 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt một số tiền lớn vừa xảy ra tại nhà hàng An Mộc, phường 4, thành phố Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Theo trình bày của kế toán nhà hàng, chị NTBH, sáng ngày 30 tháng 4, có một người đàn ông giới thiệu tên là Hải, công tác ở một cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Chi Linh. Muốn đặt phòng từ 20 đến 25 người vào buổi tối cùng ngày, kèm theo yêu cầu nhà hàng chuẩn bị 12 chai rượu vang loại Vommi. Nhà hàng đã liên hệ một số nhà cung cấp ở thành phố Đà Lạt nhưng không có hàng, đồng thời báo lại với khách hàng biết để chọn loại rượu khác. Người đàn ông tên Hải cho biết có người quen cung cấp loại rượu trên và gửi số điện thoại 0328 513 373 với đơn hàng rượu là 28,6 triệu đồng. Tiếp đó, người tên Hải gọi điện đến nhà hàng cần mua sâm làm quà tặng. Để tạo lòng tin, phía đặt bàn đã lấy số tài khoản của nhà hàng, chuyển tiền, kèm theo ảnh chụp giao dịch chuyển khoản, được chuyển từ ngân hàng Agribank. Chị BH cho biết do ngày lễ nên có thể bị kẹt mạng, nên chị đã chuyển 47,7 triệu của 20 hộp sâm cho nhà cung cấp rượu. Tuy nhiên, kiểm tra tài khoản thì tiền nhờ mua sâm vẫn chưa vào nên kế toán nhà hàng đã báo lại. Lúc này, người tên Hải gửi tiếp bản chụp sao kê đã trừ tài khoản, nên nhà hàng tiếp tục gửi thêm 88,2 triệu đồng. Đến 16 giờ cùng ngày, người đặt bàn nói cần thêm 30 hộp sâm nữa, nên nhà hàng gửi thêm 71,55 triệu đồng.
Tổng cộng nhà hàng đã chuyển 236,1 triệu đồng vào số tài khoản 10239331138 mang tên Dương Ngọc Khánh, ngân hàng Vietcombank. Đến tối 30 tháng 4, sau khi khách không đến, rượu và xăm cũng không đưa tới, thì nhà hàng mới phát hiện bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Vụ việc được cơ quan công an thụ lý để điều tra làm rõ. Một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền sát phạt ước tính hơn 50 tỷ đồng vừa được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Thuận triệt xóa. Đường dây này do đối tượng Phan Đình Kế, sinh năm 1985, ở phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, cầm đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã thành lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng đánh bạc qua mạng Internet. Với những nguồn tin thu thập được, lực lượng công an xác định đối tượng Phan Đình Kế là master của đường dây bóng 88.com tại Ninh Thuận. Tại cơ quan công an, Kế khai nhận từ tháng 1 năm 2021 có quen với một đối tượng tại Bình Dương. Biết đối tượng này tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet, nên Kế đã đề nghị cấp một tài khoản với hạn 30.000 điểm, với giá trị quy đổi là 10.000 đồng trên một điểm để cá cược. Bên cạnh đó, trong tài khoản này có 10 tài khoản agent và nhiều tài khoản member. Phan Đình Kế đã đưa các tài khoản trên cho các con bạc để hưởng tiền chênh lệch. Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 20 tháng 4 năm 2023, tài khoản của Phan Đình Kế đã tổ chức cá cược với số tiền ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng công an tiến hành mở rộng chuyên án, phát hiện đối tượng Nguyễn Khắc Tâm, sinh năm 1994, ở phường Đông Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, là một trong những người quản lý tài khoản Agen của Kế. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Phan Đình Kế và Nguyễn Khắc Tâm để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc. Vừa rồi là tin tức nổi bật trong bản tin hôm nay. Sau đây là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Gió nam đến tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5m. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Hoàng Phát sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bản tin giao thông. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Khánh Hà. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin kỳ này có những nội dung chính sau. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2023. Tăng cường phục vụ nhu cầu vận tải hành khách đường bộ sau kỳ nghỉ lễ. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, toàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 162 ca tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông với hơn 960 cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản 400 trường hợp lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông, gồm 114 xe ô tô, 280 mô tô và 6 xe khác. Trong các lỗi vi phạm đáng chú ý có 135 trường hợp lái xe trong cơ thể có nồng độ cồn, tăng 79 trường hợp so với kỳ nghỉ lễ năm 2022, 139 trường hợp lái xe chạy quá tốc độ. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính trên 330 triệu đồng, tạm giữ 198 phương tiện, tước giấy phép lái xe 18 trường hợp. Qua 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 27, làm một người tử vong và một người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng một vụ, tăng một người chết. Ban An toàn giao thông huyện Ninh Hải cho biết, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2023, địa phương đã đón một lượng khách khá đông đến vịnh Vĩnh Hy. Tất cả du khách đều đảm bảo an toàn khi tham quan du lịch trên vịnh. Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ tại vịnh Vĩnh Hy ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải đã đón 3.662 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Có trên 307 chuyến tàu đáy kính đưa đón du khách ngắm san hô, tắm biển và thưởng thức hải sản trên các nhà bè nổi. Để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan trên vịnh Vĩnh Hy, tất cả các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trong dịp lễ đều đã được kiểm tra đảm bảo các quy định về an toàn kỹ thuật. Lái tàu không có nồng độ cồn trong cơ thể và tất cả du khách trên tàu đều phải bắt buộc mặc áo phao trước khi xuất bến. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân bằng đường bộ gia tăng. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp triển khai các phương án đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Ghi nhận của phóng viên bản tin giao thông. Tại bến xe khách tỉnh trong tối ngày 3 tháng 5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2023, lượng xe tăng hơn gấp đôi so với ngày thường. Mặc dù nhu cầu đi lại của người dân sau kỳ nghỉ lễ gia tăng, nhưng khi đến bến xe, nhu cầu của hành khách đều được đáp ứng. Dạ, 3 ngày lễ này thì vé nói chung là khó tìm, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng tìm được vé để vào lại Sài Gòn. Em nghĩ là giá vé tăng cho ngày lễ này thì phù hợp. Tùy nhà xe, nó có nhà xe thì tăng tầm 10-20%, có nhà xe thì tăng tầm 30%. Đại diện Ban Quản lý Bến xe khách tỉnh cho biết, trước và sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2023, người dân các địa phương đi bằng xe khách đến Ninh Thuận tăng hơn gấp đôi so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày, bến xe đón hơn 3.000 lượt đi đến, trong đó tuyến Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 75% nhu cầu đi lại của người dân. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, bến xe khách tỉnh đã phối hợp với các nhà xe trên địa bàn tỉnh đăng ký, tăng cường xe quay đầu để phục vụ nhu cầu vận tải hành khách các tuyến với trung bình mỗi ngày từ 120 đến 150 đầu xe. Đồng thời, cơ quan chức năng chỉ cho phép các nhà xe chạy tuyến Ninh Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương tăng tối đa 40% giá vé để phụ thu chạy chiều rỗng đến hết ngày 3 tháng 5, tương đương mỗi vé sau khi tăng có giá từ 280.000 đến 520.000 đồng tùy theo chất lượng xe. Lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, lượng khách có tăng đột biến so với ngày thường. Tuy nhiên thì các nhà xe, bến xe cũng đã phối hợp với nhau để cùng có cái phương án tăng cường xe, đảm bảo đủ xe phục vụ cho hành khách đi lại, không có cái trường hợp xảy ra là không có hành khách có vé đi xe, không có vé đi xe. Bến xe cũng đã tăng cường các giải pháp, tăng cường các bộ phận bảo vệ để nhằm đảm bảo cái công tác an ninh trật tự trong phạm vi trong khu vực bến xe. Theo dự báo của bến xe khách tỉnh, từ nay đến cuối tuần, lượng hành khách vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam còn tiếp tục tăng. Vì vậy, khi có nhu cầu đi lại, người dân có thể liên hệ bến xe khách tỉnh để mua vé hoặc đặt vé và thanh toán trực tiếp qua các app bán vé của các nhà xe để được phục vụ. Vừa rồi là bản tin giao thông. Sau đây, biên tập viên Khánh Hằng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung của chuyên mục điểm báo sáng nay. Xin mời chị. Cảm ơn Hoàng Phát. Mở đầu chuyên mục điểm báo sáng nay là bài viết trên báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Giải pháp thu hút vốn ngoại, chất lượng nhìn từ thực tiễn. Để thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam, các chuyên gia nhận định trong bối cảnh kinh tế xanh bền vững là xu hướng phát triển toàn cầu, đòi hỏi tư duy quản lý điều hành, hoạch định chính sách của Việt Nam phải tốt, sự phối hợp mọi khâu đầu cuối trong chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào, cách thức sản xuất, cung ứng phong phối sản phẩm của mọi thành phần kinh tế phải đảm bảo uy tín thương hiệu tốt nhất từ Việt Nam. Đây là những vấn đề quan trọng quyết định Việt Nam tiếp tục thu hút vốn FDI tới mức nào, thu hút vốn FDI chất lượng cao nhiều hay ít ở tất cả các lĩnh vực. Với đà tăng trưởng xuất khẩu rau quả trong quý 1 năm 2023 ước đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022, ngành rau quả phát tín hiệu tốt cho xuất khẩu trong năm 2023 sau xuất khẩu lúa gạo. Phân tích vấn đề này, bài viết trên báo Đại Đoàn Kết dẫn lời các chuyên gia cho hay, để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả trong năm 2023, một trong những yêu cầu quan trọng nhất là phải nhanh chóng, thích nghi và đáp ứng các yêu cầu mới về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu theo quy định của từng quốc gia, mở rộng cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nhiều mặt hàng. Chính phủ, các bộ ngành cần hỗ trợ địa phương quy hoạch khu chế biến và có chính sách khuyến khích đầu tư, hỗ trợ về nguồn vốn, cũng như chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, còn có các hỗ trợ về vốn, kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp, xây dựng mô hình liên kết hiệu quả và bền vững tại vùng nguyên liệu. Theo thông tư 18 năm 2023 của Bộ Tài chính vừa ban hành, quy định thủ tục thu nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước, bảo đảm hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5. Cá nhân tổ chức vi phạm nộp phạt khi quá thời hạn sẽ bị tính thêm 0,05% mỗi ngày trên tổng số tiền chưa nộp. Bài viết trên báo Tiền Phong cũng thông tin thêm, số ngày chậm nộp bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp phạt đến trước ngày nộp vào ngân sách nhà nước.
việc thu tiền phạt căn cứ vào quyết định xử phạt của người có thẩm quyền. Khi nộp trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại, người nộp phải xuất trình quyết định xử phạt. Nếu chuyển khoản, người nộp ghi rõ nội dung nộp phạt số quyết định. Người thu tiền phạt trực tiếp phải lập bản kê theo mẫu và nộp toàn bộ vào kho bạc nhà nước theo quy định. Người bị xử phạt phải xuất trình hoặc gửi chứng từ thu nộp để nhận lại giấy tờ tạm giữ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại cho một điểm báo sáng nay. Tiếp nối chương trình Ninh Thuận ngày mới, chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hoàng Phát với một điểm đến ấn tượng tại Ninh Thuận. Xin mời Hoàng Phát. Cảm ơn chị Khánh Hà. Chuyên mục điểm đến Ninh Thuận hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm điểm du lịch cộng đồng Phước Bình ở huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ninh Thuận ngày mới sáng nay xin khép lại tại đây. Khánh Hằng và Hoàng Phát thân mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả. Và sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.